Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quang Chánh cùng đi thăm farm nuôi của bạn Duy tại khu vực cái nước. Thì ở đây có một cái hay, đó là ao sẵn sàng của bạn Duy ở sau lưng Quang Chánh là ao Cao Triều. Và ao này chúng ta sẽ xử lý, hạn chế được những vấn đề là như nước ở dưới đáy phịch lên, phịch bạc, lục bạc thì sẽ các yếu tố môi trường nó sẽ xâm nhập vào ao sẵn sàng. Thì đây là một trong những ao Cao Triều, chúng ta sẽ dời đất gom lên và làm cho ao nó cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng là từ 8 tấc đến 1 mét. Thì khi chúng ta có thể là xử lý nước cấp qua ao sẵn sàng, và ao sẵn sàng này có thể là tự chảy thông qua hệ thống ống chúng ta âm sẵn từ ao sẵn sàng qua ao nuôi, hoặc là chúng ta có thể là cấp theo bơm từ ao sẵn sàng đi ao nuôi, thì áp lực nước nó sẽ từ cao chảy xuống thấp, nó sẽ cao hơn và giúp cho lưu lượng nước chúng ta bơm trong một giờ nó sẽ cao hơn từ 30 đến 40 khối. Thì như vậy giúp cho chúng ta là quản lý được thâu là thay nước nhanh hơn, giúp cho phân tùng của chúng ta có một môi trường và sạch để tạo điều kiện cho toàn cầu của chúng ta phát triển tốt. Thì ao sẵn sàng này thì cách khoảng 2008, thì khối lượng nước này 2008 chiều cao khoảng 2 mét, thì khoảng là 4.6 5.6, thì sẽ cung cấp đủ cho 3 ao nuôi của chúng ta. Mỗi ao nuôi với diện tích 1.6 thì một ngày thay bình quân khoảng từ 300 đến 500 khối nước. Thì ao sẵn sàng này sẽ chứa nước từ 2 đến 3 ngày, giúp cho chúng ta là có đủ lượng nước xử lý đầu vào để trong thời gian chúng ta là thay nước. Thì như vậy sẽ giúp cho môi trường của ao tôm của chúng ta sạch hơn, thay nước định kỳ hàng ngày, làm cho tôm có sức khỏe tốt, đề kháng tốt và tốc độ sẽ nhanh lớn hơn. Thì đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng khi quý khách hàng thiết kế ao sẵn sàng, giúp cho chúng ta là hoạt động vận hành thuận tiện hơn trong quá trình nuôi của mình. Thì đây là một trong những video đi thực tế Quang Chánh muốn chia sẻ để giúp cho mọi người khi thiết kế ao sẵn sàng làm sao hiệu quả, tránh sửa đổi trong từ 3 đến 5 năm chúng ta sẽ sử dụng rất là hiệu quả. Thì việc mỗi lần bạc cũ rất quá thì chúng ta chỉ thay bạc thôi. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.